rồi mấy cái thằng anti fan của anh nó sẽ giật tít lên, Duy Nguyễn phá sản, Duy Nguyễn lừa đảo, có thêm thằng này còn ghê nữa, Duy Nguyễn phản quốc, nó giờ nó ngoài ra, Duy Nguyễn đét nữa, bà mẹ tụi mày. Các bạn ơi, trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn, các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha, nhắc nhở mẹ. Xin chào bạn đến với chương trình vlog của Duy Nguyễn. Giờ Duy Nguyễn chỉ dành 5 phút, uy tín 5 phút để trần tình. Để trần tình cũng như để thể hiện quan điểm ở cái chỗ này. Thì mấy ngày hôm nay có lực lượng anti-fan của Duy Nguyễn khá là đông. Vô tấn công cá nhân anh Duy Nguyễn, công kích này nọ kia các kiểu. Nói là anh Duy Nguyễn bỏ tiền ra viết báo. Wow. Nói là anh Duy Nguyễn chân sao. Anh Duy Nguyễn bỏ tiền ra để PR đảnh cá nhân. Xin lỗi không có. Cái đó nó thì thẳng với bạn luôn. Tại sao có những cái chuyện đó? Tại vì nó thấy tên tuổi Duy Nguyễn xuất hiện trên những cái báo lớn á. Những cái báo lớn á. Xong rồi nó nói này thuê người viết báo đồ, PA đồ, hôm nay BBT làm ăn phá sản đồ, đó cái kiểu dạng vậy. Thì cho Duy Nguyễn trần tình một chút xíu. Đó là có 3 cái sự việc trong 300 sự việc. Thì liệt kê 3 sự việc thôi. Có một cái chương trình app nào của thằng Momo á, nó thi cái khỉ gì không biết, thì tôi không biết app đó, mà tôi cũng không có thi cái đó nữa. Tự nhiên nó có một cái câu hỏi như vậy nè mấy em. Câu hỏi gì quên mẹ, thằng kia nó gửi nằm đâu mất tiêu rồi. Có câu hỏi. Câu hỏi gì 2/586 điểm gì đó của thằng Tiến Đạt, thằng nào chơi không biết, lê bộ lực, lê bộ lức gì đó. Nó hỏi là đâu là doanh nhân Thành Đạt, giám đốc công ty phân phối thực phẩm bổ sung lớn nhất Việt Nam BBT, và đi lên từ bộ phận đổ lộn từ bộ môn thể dục thể hình. A. Duy Nguyễn, B. Phạm Văn Mách, C. Lý Đức. Cái nó nói anh á là anh bỏ tiền cho cái thằng mà soạn cái app này, anh bỏ tiền cho cái thằng mà viết cái chương trình này nè, nó để cho nó đưa cái tên anh vô đó. Nhưng mà anh nói thẳng á, xin lỗi, thằng Duy Nguyễn này nó có tiền thiệt. Wow. Nhưng mà không bao giờ nó bỏ tiền nó làm những cái chuyện sàm lông mà thiếu thực tế. Ok, cái đó là quan điểm của anh đó. Anh bây giờ là anh nổi tiếng rồi, anh không cần phải làm cái trò này. Đúng không? Ví dụ như các bạn mới ra đường kinh doanh đó thì các bạn cần phải chạy bonsor quảng cáo, đúng không? Còn bonsor quảng cáo mà BBT còn không chơi nữa thì các bạn kêu tôi bỏ tiền ra làm cái chuyện này thôi là viển vông. Mà thêm một cái nữa, nếu mà tôi đã bỏ tiền để tôi làm chuyện này á thì tôi viết câu văn nó phải hay hơn, nó phải trau chuốt hơn, nó phải đẳng cấp hơn, chứ không thể nào viết cái câu văn mà nó lủng cà lủng củng vậy được, đúng không? Tự nhiên giám đốc công ty phân phối thực phẩm bổ sung lớn nhất Việt Nam BBT, nghe nó suông không các bạn? Đúng không? Bạn nghe câu văn của tôi nè. Cho bạn nghe cái câu văn của tôi nè nha. BBT là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành gym và thực phẩm bổ sung, có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị hiện đại lớn nhất và phát triển năng động nhất Việt Nam. Có đầu có đuôi, có văn có tự đàng hoàng. Với sự bứt phá thần kỳ sau 8 năm thành lập, BBT đã sở hữu 4 tòa building hoành tráng tọa lạc đủ 4 hướng Đông Tây, Nam Bắc của thành phố 13 triệu dân đang sinh sống và làm việc. Tổng diện tích văn phòng và kho bãi của BBT lên đến hơn 10.000 m2. Đó, cái đó là cái văn phòng của Duy. Còn cái này văn phòng của thằng nào không biết nữa. Tôi không biết là thằng này nó có biết tôi hay không, hay là nó lụm đâu trên mạng nó đưa vô như vậy nè. Đó, rồi xong rồi mấy thằng kia nó chơi game mà nó biết mình, cái nó chụp hình nó gửi mình, nó hỏi: ủa Duy mua này luôn rồi hả, hay Duy liên kết với Momo? Tài khoản Momo tao chưa có, liên kết gì mày, đúng không? Anh biết Momo là cái ví điện tử thôi, nhưng mà tài khoản Momo anh chưa có nữa. Yes. Không thể nào một cái đầu mà chuyên văn như anh Duy á mà viết ra cái câu là đâu là doanh nhân Thành Đạt phải giám đốc công ty phân phối thực phẩm bổ sung lớn nhất Việt Nam BBT và đi lên từ bộ môn thể dục thể hình, đúng không? Từ vận thì sến súa, câu văn thì nó lủng củng, không thể nào là anh Duy được. Nên anh xua bằng danh dự trách nhiệm bản thân, anh nói anh không biết này. Đó là một. Rồi cái thứ hai nữa, cái gì cái xấu là cứ lôi Duy Nguyễn vô nữa nè nha. Xấu hơn cái lôi Duy Nguyễn vô. Cái thứ hai á là gì, trên VN Express tờ báo được nhiều người đọc lớn nhất Việt Nam, nó nói là Duy Nguyễn chia sẻ cách tập luyện thể dục thành sai cách gì đó không biết. Cái đó ổn gì thuê chiếc báo luôn hả anh? Anh thuê cái bài để nhiêu tiền anh? Mẹ ơi, tao thuê chiếc báo thì tao nổi gì công ty tao, tao không thuê thôi, tao thuê chiếc báo gì đâu mà lên trên đó chỉ động tác tập gym ông nội. Không có thuê ông ơi, khổ quá. Đó. Xong rồi á, ở trên trang Vietnamnet
cũng có một bài giống vậy luôn, những sai lầm về thể hình do Duy Nguyễn chia sẻ gì đó, ABC không biết nữa. Cái đó anh Duy giờ chơi PA với báo này nọ kia, đài hợp tác này nọ kia, đi vô showbiz làm tăng sắc sắc tăng gì tào lưa hết. Quan điểm của anh là không có, anh không bao giờ dùng cái đồng tiền đó mà anh đầu tư mà nó không có rõ ràng, nó không ra có mục đích cụ thể. Thí dụ như anh có mà thuê viết báo thì anh nổ về công ty của anh cho người ta biết, chứ anh nổ về cái động tác sai xiết là làm gì. Yes. Đó. Còn hoặc là anh phải làm cái chương trình gì đó nó lớn này nọ kia, chứ đâu thể nào anh làm những cái việc nhỏ nhặt như vậy. Đó, cái này là những cái truyền thông mà gọi là anh độc lập anh không biết, tức là chịu người ta không làm gì thì làm. Thật sự mà, nếu như cái xe của anh thôi nó quăng lên mạng tờ lưa hết thì tao anh cũng khỏi đỡ luôn. Xe của anh bị tai nạn đó, cái auto pro hay là car pro tờ lưa tinh tế chơi luôn. Xong rồi tên trển rồi giết hài lắm, tên tao còn sai nữa mà. Rồi xong rồi thông tin tiền sửa rồi tao rất lên lưa hết nè. Nói chung là báo bây giờ đó có cái màn mà không hết, cái màn mà đi kiếm thông tin, cái màn mà đi kiếm phốt này phốt nọ để người ta đăng lên kệ người ta, nhưng mà không có nghĩa là anh đưa pháo cho người ta đăng, tự người ta đăng thôi. Anh chỉ có một trang duy nhất là trang Duy Nguyễn Đam Trẩu thôi. Đam Chúa đó, nó là cái trang mà anh hay đam, anh hay nói về chuyện đời. Còn cái trang mà Duy Nguyễn Facebook tích xanh á, thì cái trang đó là trang cá nhân của anh. Nó anh thể hiện cái cảm xúc cá nhân, anh thể hiện cái góc nhìn cá nhân, anh không có bình luận gì trên trang cá nhân hết á. À, YouTube anh có 3 kênh. Kênh thứ nhất là kênh thể hình online, là kênh đó kênh truyền thống từ xưa tới giờ rồi. Kênh thứ hai là kênh Duy Nguyễn THOL đó, và kênh thứ ba đó là kênh BBT Gym and Supplement. Đó là 3 kênh. Còn mấy cái kênh còn lại là đam gắt, đam không gắt, hay là thánh chém, hay chém gió, hay bá đạo gì gì đó, là của fan anh đó, của fan của anh. Người ta lấy cái video của anh livestream đó, người ta đăng lên, người ta kiếm tiền quảng cáo, người ta sống ok. Đúng, anh cũng có nhận được đồng bạc nào tiền từ cái đám đó đâu. Nhưng mà lâu lâu thì nói ừ cảm ơn anh Duy Nguyễn, em có được tháng lương đầu tiên từ YouTube, em ủng hộ anh hữu sức 500k đồ, hay là đôi giày 500k đồ, cái đó thì có. Anh không có nhiều kinh như đâu. Bây giờ tên, bây giờ bây bằng cái sạch, chỉ sạch hai chữ Duy Nguyễn cái tôi cũng sợ luôn á. Nè, giờ sạch thử đi Duy Nguyễn ơi. Trời ơi, nó ra quá trời luôn nội. Nó video nè, trời ơi, Facebook đồ nè. Cũng may á nha, cũng may là nó có những cái bài cũng không có tệ lắm. Thấy không? Nè nè, Duy Nguyễn chỉ là những sai lầm nè, nè nè, Vida Press nè, đó. Nè, ra báo nè, Vida Press đồ. THOL, Duy Nguyễn này nọ kia. Rồi mấy cái thằng anti-fan của anh nó sẽ giật tích luôn. Duy Nguyễn phá sản, Duy Nguyễn lừa đảo. Có thêm thằng này còn ghê nữa, Duy Nguyễn phản quốc. Trời đất ơi mẹ, bốn cái nhà Sài Gòn phản cho ai ở trời. Nó chơi như vậy đó mấy em. Nó thật cái sự tụi em phải tin anh. Anh là Duy Nguyễn chỉ có như đó thôi. Còn bây giờ trên mạng nó xào, nó nắng, nó chẻ. Một phần thì gọi là mấy thằng bị lóc nó tức. Một phần thì đối thủ làm ăn nó ganh. Đó, một phần là mấy bạn bên kia nhột. Tại vì anh đi qua quả nên không anh ít chơi với mấy bạn bên kia. Mấy bạn bên kia nhiều khi có những cái vấn đề bạn nói chuyện không hợp mấy em. Nó ngoài ra Duy Nguyễn đét nữa, bà mẹ tụi mày. Trời đất ơi, đét là chết đó mấy em. Nè nè, trời ơi, sạch nè, Duy Nguyễn đét. Vừa phải thôi. Cái từ khóa Google nó gợi ý á. Cái từ khóa Google nó gợi ý, tức là tụi nó phải sạch nhiều nó mới gợi ý. Duy Nguyễn phá sản, xong rồi bồ Duy Nguyễn nữa. Trời ơi trời, bồ tao kệ bà, tao tụi bay cũng quan tâm nữa. Chịu hết nổi luôn. Nè, báo Vinh nè, báo Người Đưa Tin nữa, tùm lum báo luôn. VOVay, cái gì? VOVay.vn nữa. Duy Nguyễn THOL BBT từng bị chửi vì kiến thức quá kém à mọi người. Nó không hết chuyện anh nào mày. Nè, VOVay nè, trời ơi trời, tụi bay hết chuyện rồi. Anh sống mà đâu có đạp đuôi thằng nào đâu mà sao tất cái gì đâu mà nó vô nó phá anh dưới trời. Nhiều khi á tự nhiên cái mấy thằng fan nó vô hỏi: "Ủa anh Duy Nguyễn anh bị xe đụng có sao không?" Mà không phải cái vụ đó, tức là thằng khứa nào đang tung tin trên mạng nó tao bị xe đụng đau què giò lết lết á. Cái fan tao tưởng thiệt mà vô hỏi. Chơi vậy đó mấy em, gì đây? Nè nó nói nè, anh Duy này tập gym 17 năm trời mà ngoài đời muscle đẹp bằng 1/3 trong ảnh. Mày ra đây. Mày đi ra đây mày coi đẹp bằng 1/3 hay 2/3. Bố láo. Rồi, cái mặt vẫn xấu. Mặt mày đẹp bằng mặt tao không? Ồ, mày có chẩu tre mất dạy không mấy em? Chiều cao thì chắc khoảng 1m65. Rồi mày tới đây mày cầm tiền tới đây cá.
coi mét 65 không? Nó bởi vì cái lũ trẻ trâu á, nó không có dành thời gian nó đi học bài, nó đi làm việc, nó kiếm tiền, nó nuôi cha nuôi mẹ đó, nó đi nó sống, nó hóng về Duy Nguyễn, nó hóng vậy nè trên video sách nè, trang cũng lớn bộ cũng giỡn đâu. Xong rồi cái khác bao nhiêu comment, giờ lên YouTube search tên Duy Nguyễn là ra, nói chuyện cũng hay lắm mà sao người ta ghét tài năng của Duy Nguyễn, hay sao chửi dữ vậy mấy thím. thằng khác cho binh mấy em. Xong rồi khứa xem thằng này giải trí lắm được mà thôi, cái tweet của nó mà kéo đi, ô nó kéo đi quá trời luôn, trời ơi, nó chơi trên diễn đàn nè, ai biết rõ tiểu sử anh Duy này không nhỉ. Rồi xong rồi thằng nào cứ kìa, cái gì mà Diêm Chúa là ai đồ. Rồi xong rồi có thằng nó ngồi nó bói giùm tao tài sản giờ trên 100 tỷ nữa. Cái gì nó chửi rồi mày. Anh xin lỗi bạn đọc nguyên văn nó chửi nha. Trên 100 là cái méo gì, cái méo gì với nó. Ai nói gì thì nói, nếu chuyên ngành thực phẩm bổ sung thì phải biết thằng Duy Nguyễn này là trùm về súp thể thao ở Việt Nam này luôn. Nó là nhà phân phối độc quyền chính hãng bán mắc hơn, nhưng 100% là hàng xịn và chế độ hậu mãi tốt, giống như iPhone Việt Nam vậy đó. Các thể loại kia so về tiếng nói trong ngành game ở Việt Nam thì bợ nó dài dài còn méo kịp đấy chứ. Còn so tiền thì đợi thằng Duy này nó bảo cỡ nào tao không tiện đọc tên nha mấy em. Nè, về Việt Nam làm lính cho nó còn éo hèm. Nói chung thằng này nó không biết nó khen nó chơi nữa mày. Nó tóm lại đọc như vậy nha. Nè, mấy em bởi vậy em thấy không? Bây giờ tụi em gặp cái thông tin gì về Duy Nguyễn mấy em phải cẩn thận. Toàn là quăng bom không à, xạo xạo không à. Đó, nên tụi em muốn gì muốn. Đó, tụi em muốn biết về anh và tôi muốn hiểu về anh. Về nguyên tắc, về cách sống, về định hướng, về kiến thức, về thể hình. Thì tới BBT tập Duy Muốn Súp và xem like của Duy Nguyễn. Like của Duy Nguyễn phát hàng ngày, mỗi ngày 2 số. Đó, nói tùm lum chuyện hết trơn hết trời á, nó vui lắm. Xem qua là kiến thức free và kiến thức của người từ bần cổ nông cho tới có tiền. Chứ tụi em đừng bao giờ mà nghe xào xào trên mạng tụi nó đồn thổi với anh, nó nói xấu anh để cho đạt đích thương mại của nó, cái đó là nó sự thật. Nhưng mà mấy em yên tâm đi, anh đã sống tới ngày hôm nay rồi, anh là một doanh nhân thành đạt rồi. Những cái áp lực cốc đó không thể nào làm gục ngã được anh. Anh luôn đồng hành cùng các em, với điều kiện các em phải đồng hành cùng anh trong vấn đề súp và gym. Bye bye, cảm ơn các em theo dõi video. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì, lái xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.